Mizu trước thềm lễ hỏi với chồng thiếu gia. Trong tháng 5, cư dân mạng sẽ rộn ràng chấm hóng để ăn hỏi online của Mizu và thiếu gia nhựa duy tân. Theo đó, trước khi tổ chức lễ cưới quy tụ sao Việt ngày 29 tháng 6, Mizu và doanh nhân Minh Đạt sẽ làm lễ ăn hỏi kín đáo theo nghi thức truyền thống vào tuần đầu tháng 5. Những ngày qua, Mizu thỉnh thoảng cập nhật hình ảnh đời thường và các hoạt động liên quan đến ngày trọng đại. Trước thềm lễ ăn hỏi, Mizu dành thời gian tận hưởng kỳ nghỉ lễ bên gia đình. Nữ diễn viên lộ diện tươi tắn khuôn mặt ngập tràn hạnh phúc khi xuất hiện trong khung hình với bố mẹ và bà. Ngoài ra, trong chiều mùng 1 tháng 5, Mizu khoe vừa làm tóc mới, đây cũng là hành động chuẩn bị quen thuộc của hội cô dâu mới. Những ngày qua, trên mạng xã hội xuất hiện nhiều tin đồn tiêu cực về đời tư của Mizu. Không chỉ thế, nữ diễn viên còn bị lập nhóm anti-fan sau khi lật thuyền với Harry Lu. Tuy nhiên, có thể thấy Mizu không lên tiếng đáp trả, cũng chẳng đăng bài phân bùa đúng sai. Nữ diễn viên chỉ thả ha ha khi cư dân mạng soi ra danh tính chồng trước thềm chính chủ công bố. Đồng thời, nhiều người soi được Mizu âm thầm xóa đi những bình luận công kích tiêu cực trên trang cá nhân. Chồng của Mizu là thiếu gia Minh Đạt, hiện đang giữ chức vụ giám đốc điều hành chi nhánh tại Mỹ của công ty gia đình. Mizu và chồng cùng có trình độ học vấn là thạc sĩ. Nam doanh nhân vẻ ngoài lịch lãm, phong độ, được nhận xét xứng đôi vừa lứa với Mizu. Cả hai từng công khai xuất hiện ở thảm đỏ sự kiện giải trí vào tháng 3 năm 2023. Mizu và chồng chụp ảnh cưới tại Pháp vào tháng 1 năm 2024. Nữ diễn viên cho biết đã thực hiện được ước mơ cuộc đời khi được chồng đưa đi may váy cưới ở một thương hiệu tại Pháp. Nhiều ngôi sao quốc tế cũng diện váy cưới của hãng này. Cô dâu tháng 6 tiết lộ chồng còn hồi hộp hơn cả cô khi cả hai chuẩn bị cho ngày trọng đại.